Chào anh em nha. Nay lâu quá cũng từng mấy ngày không có review cho anh em xem. Nay review lại cho anh em xem, nay là tết tây nha anh em. Nay là hai tây rồi. Review lại cho anh em xem buổi ăn sáng của các bé dòng của mình. Đây. Các bé ăn sáng. Nè xuống phòng độ rồi nghe anh em. Bàn phai sau những lần vô phối và em nó đã bàn phai nhan sắc. Gai đã sụ hết rồi, ngã nghiêng. Là đấy. Hôm nay em nó lột da này bự lắm rồi, bự lên rồi nghe anh em. Này cũng 8 mét rồi. Này, cái đẻ của mình. Gần đẻ nghe anh em. Cái đẻ mình này gần đẻ rồi nghe anh em. Bụng ngắn trứng bự hết rồi. Sáng của bé. Này bụng ngắn trứng hết rồi nghe anh em. Trứng ngắn hết rồi. Này. Bé nhỏ của mình. Thôi mình cứ bóc nha anh em, nên chậm nét lấy không được. Đây. Đây một cái lụ mà. Bữa ăn sáng của con bé. Tàn phai nhan sắc. Em đang phát triển. Nay ngày chủ nhật nay mình sẽ giải phóng mấy cái này để mình làm thêm vài chuồng nữa nha anh em. Đây mình để được thêm vàng chuồng đây nữa nha anh em. Nay mình sẽ giải phóng để mình mở rộng chuồng của mình ra. Anh em coi, anh em ủng hộ đăng ký kênh của mình nha. Có thể mình sẽ kiếm thêm dòng Albino về. Mình năm sau mình phối giống dòng Albino, Get Albino. Anh em nhớ đăng ký kênh của mình. Đây. Hatch Blue mình năm nay được, bữa nay được 8 mét rồi nghe anh em, bự rồi. Xuống phong độ, gai không còn đứng nữa nghe anh em, ốm nhờ bấm nhách, da nhăn nheo hết luôn nghe anh em. Phôi qua phôi anh em ơi. Vẫn còn sung nghe anh em. Gặp mình vẫn còn gắt đầu với lẽ nghe anh em. Oh,
sung. Cái không còn phong độ đẹp như xưa. Nó vẫn còn sung. Đừng điên. Vẫn còn sung. Bé này bỏ phối chừng tháng chờ sau nữa là em nó lên lại nha anh em. Này vẫn còn sung lắm, vẫn còn giao phối bình thường được. Mình sẽ ngưng giao phối phụ cho người ta chừng tháng trời, 2 tháng là luyện lên lại nha anh em, luyện con độ lên lại liền. Cái này còn phải giao phối rồi, để đi mà, rồi để đi. Đây hát bà lâu của mình nghe anh em. Ăn rất mạnh. Một dàn sáng dinh dưỡng. Một sáng đầy dinh dưỡng được bé. Đóng này mình sẽ giải phóng chắc hơi lâu nha anh em. Mình sẽ về xe đi nữa nè. Rồi mình sẽ đưa cá lên trên gác hết. Lên kho gác. Mình sẽ làm thêm một cái chuồng bên đây. Để rước những các bé dòng cao về. Anh em nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình. Chào anh em nha. Chúc anh em năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc nha. Và anh em nào buôn bán kinh doanh gồng Mỹ bò sát này kia, chúc anh em năm mới làm ăn phát đạt. Chào anh em. Nhớ đăng ký kênh cho mình nha, Ngọc Nguyễn Vlog. Nhớ đăng ký kênh cho mình nhiều nhiều để mình có cái động lực làm những video theo dõi các bé bò sát nha anh em. Chào anh em.